Hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, kết hôn với những con giáp nữ vượng phu này, người đàn ông như tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn trở ngại trên thương trường một cách dễ dàng hơn. Theo Kinh Thánh, Adam được Thiên Chúa tạo dựng đầu tiên từ bụi trên mặt đất, nhưng sống một mình, Adam thấy cuộc sống vô nghĩa khi mà ngày qua ngày trôi đi một cách vô định. Sau đó, người muốn ban cho Adam một người trợ tá xứng đáng với ông, nhưng thực ra là một người giao việc cho họ. Nhân lúc Adam ngủ say, Chúa đã rút một xương sườn của ông ra để lắp thịt vào mà tạo nên người phụ nữ. Từ khi có Eva, cuộc sống của Adam bận rộn và ý nghĩa hơn. Vì lẽ đó mà chúng ta hay nói rằng đàn ông thường không biết mục tiêu cuộc sống của mình, mải mê rong chơi cho đến khi họ lấy vợ và tìm ra động lực cuộc sống. Đặc biệt, nếu họ kết hôn với ba nàng giáp sau thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem đó là ba con giáp nào nhé. Đầu tiên đó là cô nàng tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ tự do, vô tư và phóng khoáng, họ không chỉ chăm chỉ mà còn có tầm nhìn xa trông rộng. Đó là lý do những người phụ nữ này không ngại đầu tư vào người chồng tài năng nhưng trẻ tuổi, chưa gặp thời, vì họ tin rằng tương lai của anh ta sẽ thành danh nhờ năng lực kết hợp với sự hậu thuẫn của người vợ như cô. Vận may phúc đức của người phụ nữ tuổi Ngọ tuy đến muộn nhưng lại luôn có được nhiều người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ. Lấy chồng không hẳn là đổi vận mà là họ biết dùng sức mạnh của những người xung quanh làm bệ phóng tuyệt vời cho chồng. Tiến thân, họ đứng đầu con giáp nữ vượng phu vì họ được kiên nhẫn đợi đến ngày chồng mình tay trắng làm nên khối tài sản kết sổ, nhất là khi bước sang tuổi 40, kinh nghiệm và tài năng được phát huy tối đa nhất. Cô nàng tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thì khá chịu thương chịu khó, cho dù cuộc sống khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan vui vẻ. Dường như nụ cười rạng rỡ của họ đã trở thành động lực cho những ông chồng chăm chỉ kiếm nhiều tiền hơn nữa. Những lời động viên khuyến khích của phụ nữ tuổi Dậu trở thành thuốc tiên để họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn trở ngại, mang lại cuộc sống sung túc cho vợ con mình. Theo tử vi, là người sống trách nhiệm trung thủy, sau khi kết hôn và sinh con, phúc đức may mắn của con giáp này càng ngày càng nhiều. Vốn là con giáp nữ vượng phu nên không lạ gì khi mà chồng của họ ngày càng may mắn hơn trong việc làm ăn. Tuy không thể làm giàu nhanh chóng một sớm một chiều, nhưng với những gì hai vợ chồng họ cùng tích lũy, đã mua được nhà lớn, nhà nhỏ khiến ai cũng phải ghen tị. Cô nàng tuổi Tuất. Có thể người ta cho rằng phụ nữ tuổi Tuất chăm chỉ mất phần chồng, nhưng thực tế thì chỉ cần ông chồng là người có tham vọng thì họ cùng chồng tạo nên những kỳ tích ít ai nghĩ tới. Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát biển đồng cũng cạn. Cặp đôi này hợp nhau đến kỳ lạ, họ cho thấy là mọi người thấy sức mạnh của sự kết hợp hoàn hảo này. Phụ nữ tuổi Tuất vốn chịu khó, họ lại khiêm nhường, có khi bướng bỉnh nhưng luôn nỗ lực không ngừng. Họ là mẫu người vì gia đình, sự bản lĩnh sẵn có thể là hậu phương giúp cho chồng thành công. Với tất cả những lý do trên thì không có lý do gì mà người tuổi Tuất không là con giáp nữ vượng phu cả. Và ngay cả khi là người ngoài, chỉ cần có sự giúp đỡ của tuổi Tuất cũng có thể thành công nhanh chóng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung ba con giáp nữ vượng phu ích tử đàn ông lấy được chắc chắn giàu nhanh. Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ đến quý vị đó là nếu sinh hai con, người tuổi này rất dễ phát tài phát lộc, giàu sang phú quý. Đây là những con giáp nhiều tài lộc này dường như là nhân đôi, nhân ba may mắn của họ bắt đầu từ thời điểm họ sinh đứa con thứ hai. Đó là những con giáp nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. 1. Tuổi Tý. Phụ nữ tuổi Tý vốn dĩ là những người có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình. Những người này sống tình cảm, luôn yêu thương, chăm lo cho gia đình của mình. Họ không ngại làm những việc lặt vặt, cũng chẳng ngại khó ngại khổ, vì họ xem đó là việc cần làm để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Công sức của họ sẽ được đền đáp xứng đáng nhất, đó là vào thời điểm họ sinh đứa con thứ hai. Trở thành con giáp nhiều tài lộc nhờ những niềm vui và động lực từ hai con của họ mang lại. Không chỉ gia đình hạnh phúc mà việc làm ăn của tuổi Tý lúc này cũng vất lên nhanh chóng. Có thể nói con cái chính là quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý. Từ khi có người con thứ hai được sinh ra, bản mệnh luôn cảm thấy vui tươi, vận khí hanh thông, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Vậy nên
để công việc được hanh thông may mắn cho mình và bạn đời, tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Đây là pháp khí hòa hợp vợ chồng, tăng cường nhân duyên của tuổi Tý, giúp cho họ có cuộc sống viên mãn và giàu sang hơn. 2. Tuổi Sửu. Không lạ gì khi mà tuổi Sửu thuộc con giáp có số giàu ú ụ trong 10 năm tới. Chính sự chăm chỉ và con người lương thiện đã mang lại cho họ những vận may bất ngờ, nhất là thời điểm họ sinh hai con, đặc biệt là hai cô con gái, thì cuộc sống của họ càng thêm viên mãn. Với lối sống tiết kiệm, họ không chỉ tích góp cho mình mà còn tích góp thêm cho con cháu trong nhà. Khi có hai con, động lực của họ càng nhiều lên, tích lũy được nhiều tài sản và có cuộc sống ngày càng giàu có, sung sướng. 3. Tuổi Thìn. Theo tử vi cho thấy, dù có địa vị cao hay không thì tuổi Thìn luôn làm việc rất trách nhiệm vì họ tin rằng thái độ sẽ mang lại cho họ những điều tốt đẹp không chỉ cho mình mà còn cho cả những người thân xung quanh. Đặc biệt là về khía cạnh gia đình, họ cũng sống có trách nhiệm và luôn mong mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên trong nhà. Thời điểm sinh con thứ hai chính là lúc mà tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến, thậm chí chồng của họ cũng nhận được lộc từ việc này. Có thể nói từ khi kết hôn và sinh con thì cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới, gia đạo an yên, tiền tài thịnh vượng, sự nghiệp cả vợ lẫn chồng đều thăng tiến. 4. Tuổi Ngọ. Xem tử vi con giáp cho thấy với tính cách cởi mở vô tư, những phụ nữ tuổi Ngọ được nhiều người quý mến, là người có tầm nhìn tốt nên họ hoạch định cuộc sống của mình rất tốt. Nhờ đó, cuộc sống hôn nhân của những người này được xem là viên mãn khi mà biết cân bằng cái tôi và cái lợi ích của mọi người xung quanh. Gia đình của người tuổi Ngọ còn phát lên nhanh chóng nếu họ có hai cô con gái, họ không phải làm nhiều những điều tài lộc vẫn sẽ ùn đổ về không ngừng. Đó là lý do ai cũng cho rằng họ là con giáp nhiều tài lộc không mấy ai sánh bằng. 5. Tuổi Mùi. Câu nói có đức mặc sức mà ăn rất phù hợp với người tuổi Mùi. Với tính cách hiền lành, tốt bụng và tình cảm, những phụ nữ tuổi Mùi được mọi người yêu quý và giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Ngay thời điểm sinh con gái đầu lòng thì gia đình họ như được đổi vận khi mà mọi sự đều hanh thông. Vốn là con giáp nhiều tài lộc sẵn rồi, lại sinh được hai cô con gái thì tình cảm vợ chồng càng khăng khít, cả đời chỉ cần an nhàn hưởng phước con cháu. Nếu họ sinh hai trai một gái hay là một gái dù không thịnh vượng bằng nhưng cũng đảm bảo cho họ một đời sống sung túc. 6. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu rất nổi tiếng thông minh, tinh tế nên dù tiền vận không được tốt nhưng hậu vận lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Nếu sinh hai con thì nhất định sẽ được hưởng phú quý. Tuổi Dậu chính là người mang đến phúc đức cho gia đình của mình. Đặc biệt, nếu họ sinh con trai thì gia đạo không những êm ấm hòa thuận mà còn khiến cho tất cả các thành viên trong gia đình bước sang trang mới. Nếu sinh được hai bé gái thì cũng dự báo thần tài đang gõ cửa gia đình bạn. Các bạn vừa cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi nội dung của những con giáp nữ sau khi sinh con thứ hai phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, việc lựa chọn cho mình một người bạn đời tốt và chung thủy không phải ai cũng có được, nhất là đối với phụ nữ, số phận của họ sẽ ra sao khi chọn phải người chồng bạc tình và làm thế nào để phòng tránh. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nội dung video ngay sau đây. Top 3 con giáp bạc tình thay lòng đổi dạ chỉ trong chớp mắt. Chúng ta ai cũng mơ ước có được tình yêu bền vững bên nhau hạnh phúc tới già, nhưng gặp phải ba con giáp này dễ thay lòng đổi dạ, đó chỉ là mơ ước mà thôi. 1. Đàn ông tuổi Tý bỗng nhiên thấy hết yêu. Tình yêu là cảm xúc mà cảm xúc thì nhất thời, đó là lời ngụy biện của đàn ông tuổi Tý. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này là người tùy tiện, sống theo cảm hứng. Khi họ yêu thì nồng nhiệt cháy bỏng vô cùng, tưởng chừng có thể lên trời hái sao xuống tặng cho cô gái của lòng mình. Nhưng là con giáp dễ thay lòng đổi dạ bậc nhất, không biết nam tuổi Tý đã khiến cho bao nhiêu cô gái phải khóc ròng. Bởi lẽ, muốn hôm trước còn yêu đương nồng nàn là thế, hôm sau tỉnh dậy, bỗng nhiên, thấy mình đã hết yêu, chẳng còn chút cảm xúc gì với cô gái ấy nữa. Những lúc như vậy, nếu anh ta đã nói lời chia tay, thì bạn chớ nên cố gắng níu kéo làm gì. Dù có van nài xin xỏ ra sao, thì cũng chỉ khiến cho mình trở nên hèn mọn trong tình yêu mà thôi. Hoàn toàn chẳng thể nào cứu níu kéo được trái tim anh ta trở lại. Đàn ông tuổi Tý một khi đã thay lòng đổi dạ thì vô cùng kiên quyết, chẳng để cho mình hay là đối phương có được đường lui. Họ sẽ đi tìm cho mình một con mồi mới, một cô gái có thể khơi gợi nên cảm giác mới mẻ yêu đương nồng cháy họ nhanh thôi.
2. Đàn ông tuổi Thân, gặp một người, yêu một người. Con giáp này luôn nghĩ mình là người có tấm lòng bao la, lại là người yêu cái đẹp, nên chỉ cần nhìn thấy cô gái nào vừa mắt là họ đều thích. Người ta vẫn nói, muốn giữ được trái tim của người đàn ông thì phải giữ được dạ dày của họ, nhưng tất cả đều sai với đàn ông tuổi Thân. Với người đàn ông tuổi Thân thì dù bạn có nấu nướng khéo léo ngon lành đến đâu thì cũng chẳng thể giữ được trái tim họ khi mà đã muốn ra đi. Chỉ cần họ muốn đi là sẽ bỏ mặc mọi thứ, lúc ấy bạn có khóc lóc thế nào thì cũng vô dụng, người đã thay lòng đổi dạ thì chẳng thể mùi lòng. Có thể nói nam tuổi Thân chính là con giáp đào hoa, gặp người nào yêu người nấy, dù bạn có đem lòng buộc ai bên mình thì cũng chẳng thể giữ nổi. 3. Đàn ông tuổi Hợi, luôn yêu cái đẹp. Theo tử vi thì đàn ông tuổi Hợi là người cực kỳ háo sắc, họ chỉ thích những cô gái xinh đẹp mỹ miều mà thôi. Có lẽ chẳng phải vô lý khi mà tội háo sắc, dám trêu ghẹo hàng Nga mà chưa bắt giới bị đẩy xuống nhân gian dưới hình dáng đó. Khi đứng trước những cô gái xinh đẹp thì họ chẳng thể giữ nổi mình. Nếu đã có người yêu thì chuyện đó cũng chẳng thể ngăn họ thay lòng đổi dạ, bởi chỉ cần xuất hiện cô gái xinh đẹp hơn người yêu mình là họ lập tức muốn theo đuổi cho bằng được mới thôi. Đàn ông tuổi này sẽ chẳng quan tâm đến tình cảm giữa hai người ra sao, cho dù yêu đương sâu đậm cũng chẳng hề gì, dứt bỏ cũng chẳng có gì áy náy. Có thể nói anh ta là kẻ bạc tình bậc nhất, cái gì cũng muốn đặt mình lên trên hết, ích kỷ vô cùng. Đứng trước người đẹp thì tất cả những chuyện đó đều không quan trọng, họ chính là những kẻ tuyệt tình, nói chia tay là chia tay, chẳng quan tâm đến đối phương đau lòng, tổn thương ra sao. Chỉ cần có đối tượng mới là họ sẽ vui vẻ theo đuổi tình mới mà thôi. Bên cạnh những con giáp bạc tình cả thèm chóng chán thì đây là ba con giáp trung thủy đến già cũng không bao giờ ngoại tình. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Chẳng bị lo cắm sừng khi yêu ba con giáp trung tình này. Tình yêu chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng ba con giáp này đã yêu ai là không bao giờ thay đổi. Cùng điểm danh những con giáp trung tình bậc nhất đó nhé. Đâu phải yêu ai hay là ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Có rất nhiều người vì áp lực gia đình và xã hội mà lấy bừa một người cho xong. Nhưng rồi thời gian qua đi, chung sống với nhau mới phát hiện hai người không hợp. Cuối cùng chia lìa đôi ngả, đường ai nấy đi. Nhưng không có nhiều người đã yêu ai là yêu đến trọn đời, dù vật đổi sao rời, dù sông gió ra sao thì cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ, yêu thương tha thiết không rời. Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát đi tìm những con giáp trung tình đó. Đầu tiên là tuổi Sửu, có niềm tin đã yêu là không bao giờ từ bỏ. Những người cầm tinh con trâu thì luôn có lập trường vô cùng kiên định, vững vàng, họ không quan tâm đến người mình yêu, có suy nghĩ như thế nào về tương lai hai người. Họ chỉ cần biết khi đã quyết định ở bên người đó, sẽ lên kế hoạch chu đáo để cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Đối với người tuổi Sửu, câu chuyện tình yêu đẹp nhất trên đời này giống như trong thơ ca vậy. Hai người yêu nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau đau khổ, cùng nhau già đi. Họ tin chắc rằng tình mình có thể làm được điều đó. Tin tưởng bản thân đủ tình yêu và lòng bao dung để có thể yêu thương và thông cảm cho đối phương. Con giáp này cũng tin rằng với tình yêu sâu sắc của mình, người ấy sẽ yêu sâu đậm và bên nhau mãi mãi, không rời. 2. Tuổi Ngọ, tin vào mắt nhìn của mình. Những chú ngựa phóng khoáng khi đã yêu ai là hết mực trung tình, chính vì thế mà họ lựa chọn người yêu vô cùng cẩn thận, vốn ưa tự do nên không bao giờ ở bên người mà mình không thích. Chẳng ai có thể sai khiến trái tim của người tuổi Ngọ, trừ khi chính bản thân họ muốn điều đó. Cho dù khi mà đã lớn tuổi thì trong mắt người ngoài đã rơi vào hàng trai thừa gái ế đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng bao giờ nhắm mắt đưa chân mà lấy người mình không thích. Cho dù khi đã lớn tuổi, trong mắt người ngoài đã rơi vào hàng trai thừa gái ế đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng bao giờ nhắm mắt đưa chân mà lấy người mình không yêu. Họ sẽ chỉ đi đến quyết định hôn nhân khi mà tìm được người thực sự hợp với mình. Đã yêu ai là sẽ yêu hết mình, không bao giờ từ bỏ. Tuổi Ngọ dù bề ngoài tỏ ra phóng khoáng đến thế nào thì thâm tâm họ vẫn là người và con giáp trung tình bậc nhất. Họ yêu và luôn mong muốn ở bên người mình yêu, đồng thời nuôi dưỡng quyết tâm ở bên người ấy cả cuộc đời. Tin vào mắt nhìn của mình, tin vào sự lựa chọn của bản thân, người mà họ chọn là người xứng đáng để họ trao gửi cả con tim, có thể chung sống bên nhau hạnh phúc trọn đời trọn kiếp. 3. Tuổi Hợi, quen với sự tồn tại của đối phương. Người tuổi Hợi thì được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ bởi là người vui vẻ, lạc quan, luôn mang tới nguồn năng lượng dồi dào cho người khác. Tuy nhiên khi mà đã yêu ai thì muốn người tuổi Hợi thay lòng đổi dạ là chuyện cực kỳ khó.
họ đã trao tình cảm cho ai là sẽ không bao giờ thay đổi, dù xung quanh có ong bướm vây quanh, dù có bao người tốt hơn người họ yêu đi chăng nữa, thì con rắn này cũng nguyện chung tình với người mình đã chọn. Họ rất ỷ lại vào đối phương theo nghĩa hoàn toàn tích cực. Khi đã yêu người thì họ không tiếc bất cứ điều gì, nguyện đem tất cả những gì mình có trao cho người đó. Yêu càng lâu thì sự dựa dẫm ỷ lại của người tuổi Hợi càng lớn. Họ quen với sự có mặt của đối phương, quen với việc yêu thương người đó, quen với việc cuộc sống không thể thiếu được nhau. Người tuổi Hợi và người yêu có tranh cãi mâu thuẫn để thế nào, có chiến tranh lạnh cự tuyệt nói chuyện ra sao thì đến cùng, hai người vẫn chẳng thể chia ra, chẳng thể tách rời. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Họ chẳng thể giận ai lâu, thường hay chủ động làm hòa với người mình yêu. Người ngoài nhìn vào đôi lúc thấy như là trò chơi trẻ con, nhưng người trong cuộc lại lấy đó làm vui. Cứ như vậy, đôi lứa bên nhau thắm thiết không rời, yêu thương gắn bó cho đến hết cuộc đời. Qua nội dung chia sẻ trên thì quý vị có thấy mình ở trong đó hay không? Ngoài chung thủy thì người phụ nữ cũng cần phải hậu phương vững chắc để người đàn ông gửi gắm cuộc đời mình và yên tâm trong việc làm kinh tế, phát triển sự nghiệp. Nhưng làm thế nào để chọn được người phụ nữ như vậy để mình yên tâm mang lại tài lộc và sự tin tưởng cho mình? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Ba con giáp sinh ra để đem tài vận đến cho chồng, đàn ông gặp được phải cưới liền ngay, không thì hối hận cả đời. Trong số 12 con giáp thì có 3 con giáp xuất thân bình thường nhưng lại có sức mạnh phi thường, luôn đem tài lộc và may mắn cho chồng. Người xưa thường hay có tư tưởng trọng nam khinh nữ, họ quan tâm đến con đường công danh sự nghiệp của người đàn ông nhiều hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì trong tử vi học có nói, số mệnh của người phụ nữ một khi đã ảnh hưởng đến gia đình thì không có gì là không thể ngăn cản được. Có những người phụ nữ dù không có xuất thân giàu có, nhưng họ lại được trời ban cho nhiều phúc khí, không chỉ đem lại may mắn cho gia đình mà đặc biệt còn có khả năng giúp chồng gây dựng được sự nghiệp thịnh vượng. Không những thế, sự xuất hiện của người phụ nữ này sẽ khiến cho gia đình nhà chồng cưng như trứng, hứng như bướm hoa vì đã xây dựng được gia đình an yên, hạnh phúc. Trong số 12 con giáp đó thì có 3 con giáp xuất thân bình thường nhưng lại có sức mạnh phi thường, luôn đem lại tài lộc may mắn cho chồng. Nếu đàn ông nào gặp được thì hãy mau lấy làm vợ, không thì sẽ hối hận cả đời. Hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Đầu tiên là tuổi Mão. Trong số những con giáp thì phụ nữ tuổi Mão đại diện cho sự thông minh, trí tuệ hơn người. Tuổi Mão không những là người có tình cảm sâu sắc mà còn rất kín đáo tinh tế. Họ khéo léo trong cách cư xử với những người xung quanh và biết điều gì nên nói, điều gì cần làm. Mặc dù không phải tuổi Mão nào cũng được sinh ra trong gia đình giàu có hay là tri thức, nhưng bản thân tuổi Mão được xem như là đá báu vật trong nhà. Trời sinh tuổi Mão có nhiều phúc khí, vì vậy mà khi ở bên cạnh ai, họ cũng đều đem lại may mắn. Đặc biệt, sau khi kết hôn, phúc khí của tuổi Mão lại còn dồi dào hơn nữa. Họ không những giúp cho bản thân gây dựng sự nghiệp ổn định, mà còn giúp cho chồng tạo dựng cơ ngơi vững chắc, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuổi Mão sinh ra là để làm giàu cho gia đình, vì vậy chồng nào có vợ tuổi Mão được xem là phúc đức ba đời. Nếu gặp được thì hãy mau mang nàng về nhà nhé. 3. Tuổi Thìn. Trời sinh tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không thích dựa dẫm vào người khác. Bên cạnh đó thì tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp mang số mệnh vượng phu, tức là ai lấy được tuổi Thìn làm vợ thì xác định gia đạo sẽ giàu có an yên. Nếu nhìn vào thì luôn đánh giá là người tuổi Thìn khó gần gũi, nhưng trên thực tế đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Tận trong sâu trong lòng tuổi Thìn là một sự ấm áp mà chỉ có những người thân yêu mới cảm nhận được. Bước vào tuổi trung niên thì tuổi Thìn được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Họ có thể không giàu có, nhưng những người khác nhận được sự xuất hiện của họ trong gia đình lại là một sự quý báu không gì sánh bằng. Tuổi Thìn không những đem lại may mắn cho gia đình mà còn có khả năng tạo dựng cuộc sống sung túc cho cả về hai bên nội ngoại. Vì vậy mà đàn ông nào gặp được phụ nữ tuổi Thìn thì hãy mau cưới làm vợ, nếu không sẽ hối hận. 3. Tuổi Tỵ. Tử vi học có nói, trong một giai đoạn nào đó thì tuổi Tỵ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, tuy nhiên sau đó tuổi Tỵ lại được đền đáp xứng đáng hơn những gì họ mong đợi. Trời sinh tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, giỏi trong việc lên kế hoạch xây dựng cuộc sống từ năng lực của chính mình. Đối với bản thân, tuổi Tỵ là một cá thể hoàn hảo, vì vậy mà sau khi kết hôn, họ lại có khả năng giúp đỡ chồng gây dựng cơ ngơi vững chắc hơn. Trong những tình huống éo le, rối ren, tuổi Tỵ luôn là người đưa ra những sáng kiến tuyệt vời mà những người khác chưa chắc nghĩ ra được.
Nhờ vậy mà sự nghiệp của người chồng lại càng thịnh vượng rực rỡ. Nhìn chung, phụ nữ tuổi Thìn là một người mạnh mẽ, nội lực, việc gì cũng thể hoàn thành một cách tốt đẹp. Chồng nào lấy được vợ tuổi Thìn thì chẳng phải lo lắng phiền não điều gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung video về những con giáp nữ mang lại may mắn tài lộc cho chồng mình. Để cập nhật những thông tin bổ ích sớm nhất, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo. Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung ngay khi chúng tôi biên tập xong. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái và bổ ích. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.